Ngày 3 tháng 11, một khu chợ tại vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý bị ném lựu đạn giữa lúc có đông người mua sắm. Vụ tấn công đã khiến ít nhất 9 người bị thương. Theo cảnh sát địa phương, một kẻ không rõ danh tính đã ném lựu đạn từ một cây cầu vượt gần chợ. Họ cho rằng tên này muốn nhắm vào chiếc xe bán quân sự đang đồn trú trong khu vực. Khu chợ xảy ra tấn công là trung tâm thương mại chính của thành phố Srinagar. Sự việc diễn ra vào Chủ nhật, thời điểm có hàng ngàn người đang có mặt tại chợ. Các nạn nhân đều được đưa đến bệnh viện ngay sau khi quả lựu đạn phát nổ. Cảnh sát và lực lượng bán quân sự tại địa phương tích cực truy tìm kẻ tấn công. Các tuyến đường trong thành phố do đó cũng có nhiều binh lính đi tuần. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Ấn Độ tiêu diệt ba tay súng phiến quân ở vùng Kashmir do nước này quản lý. Trong đó, một tay súng bị tiêu diệt tại thành phố Srinagar sau cuộc đấu súng kéo dài cả ngày. Kashmir là khu vực tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan. Ấn Độ thường đổ lỗi cho các phiến quân ở khu vực Kashmir do họ quản lý trong các vụ tấn công bằng lựu đạn. Nước này cũng cho rằng các phiến quân này do Pakistan hậu thuẫn. Tuy nhiên, Pakistan đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc này.